ấy viết chip. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói với các bạn đặt trong việc và chữ cái. A, cái ca. Cup. Ca, cái kẹo. Candy. O, ô tô. Car. Cờ, con cá. Fish. Y, hòn bi. Marble. Ớ, quả ớt. Gạc, fruit. L, quả lựu. Pomegranate. E, quả me. Tamarind. Sandals. M, con mèo. Cat. V, con ve sầu. Cicada. U, sư tử. Lion. V, con gà trống. Rooster. R, con rùa. Turtle. Cái cặp. School bag. U, quả đu đủ. Papaya. T, con tôm. Shrimp. B, con bò. Cows. N, cây nến. Candle. D, đàn guitar. Guitar. S, đèn ông sao. Star-shaped lantern. O, su lơ. Cauliflower. S, xe đạp. Bicycle. O, đèn pin. Flashlight. Hoa cẩm tướng. Carnation. O, con ong. B. O, quả quýt. Tangerines. E, con dê. Goat. I, con hiến. Selenium.